Sáng ngày 27 tháng 8, Ban chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận tỉnh tổ chức bế mạc hoạt động dân vận năm 2024 tại xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà. Với phương châm gần dân sát cơ sở, từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 26 tháng 8 năm 2024, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức 6 hoạt động tuyên truyền pháp luật về chính sách tôn giáo dân tộc, luật dân quân tự vệ, luật nghĩa vụ quân sự, luật dự bị động viên, tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và phụ nữ sinh con trước 18 tuổi tại 6 trên 6 thôn bản của xã Lùng Cải. Các đơn vị cũng phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân tổng vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, hỗ trợ 10 tấn xi măng, tham gia 175 ngày công, đổ 450 mét đường bê tông liên gia tại thôn Xín Trải, Lùng Chín, phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho gần 100 người dân, thăm hỏi trao tặng 70 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho người uy tín, người cao tuổi, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo trên địa bàn. Thông qua các hoạt động góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.